Over, and look what happened to our country probably 20 million people And you know that's a little bit old that chart that chart's a couple of months old and if you uh, want to really see something to said take a look at what happened. lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Cái thứ gì? Một bài viết sau ám sát cựu tổng thống Donald Trump có tựa đề là vụ ám sát cựu tổng thống Trump ảnh hưởng tới thời cuộc bầu cử ra sao? Được post ngày 6 tháng 7 năm 2004. Nội dung như sau: Đã hội đảng cộng hòa đã bắt đầu vào thứ hai hôm qua. Kể hai ngày sau khi Cựu tổng thống Trump thoát chết trong một cái ám sát khi ông đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử. Cựu tổng thống Trump đã được Đảng Cộng hòa chính thức đề cử trong đại hội này. Cựu tổng thống Trump đã giới thiệu ứng cử viên phó tổng thống là thượng nghị sĩ J. Vance thuộc tiểu bang Ohio. Thượng nghị sĩ J.D. 39 tuổi, là cựu thu lục chiến, đã từng phục vụ tại chiến trường Iraq. Cuộc vận động tranh cử của cựu tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania, được tổ chức vào 6 giờ chiều ngày thứ Bảy, 13 tháng 7 vừa qua, đã xảy ra vụ nổ súng. Chỉ mấy phút sau khi cựu tổng thống Trump bắt đầu phát biểu, thì có tiếng súng nổ ông giơ tay phải lên sờ tay. Có tiếng súng nổ thứ hai, ông ngồi xuống. Sau đó, nhân viên mật vụ vội phóng lên sân khấu bảo vệ cựu tổng thống. Và tiếng súng nổ còn tiếp tục. Hôm phút sau, cựu tổng thống Trump đứng dậy, được nhân viên mật vụ che chắn bằng vai và lưng của họ. Những động trường gian lên tiếng USC USA, USA. Và mọi người thấy rõ có máu chảy từ tay phải tới mặt. Ông đã bị thương. Nhân viên bảo vệ muốn đưa cựu tổng thống Trump ra khỏi sân khấu. Nhưng ông không muốn đi. Ông muốn đứng lại nói chuyện với cử tri. Cựu tổng thống Trump ra lệnh. Chờ, chờ, chờ. Và họ đành phải ngừng lại. Tách ra một khoảng trống đủ cho mọi người thấy rõ khuôn mặt và tay phải nắm chặt dơ lên cao của ông. Đám đông tiếp tục hô to USA, USA, USA trong lúc nhân viên như mật vụ đẩy ông đi xuống. Cựu thống Trump đã không màng để tánh mạng trong lúc lâm nguy mà ông còn nghĩ tới người dân muốn trân an họ. Đây là bản lãnh của một người lãnh đạo Tấm hình mặt ông Dính đầy máu Đứng dưới lá quốc kỳ Sẽ đi vào lịch sử Nhiều nhà phê bình nghệ thuật Đã khẳng định rằng Hình ảnh cựu tổng thống Trump Vừa bị bắn Mặt còn dính đầy máu Đứng dưới lá quốc kỳ Là một tuần lịch sử Có tác động tích cực Tới nền chính trị của Hoa Kỳ Tấm hình lịch sử này được ghi nhận vào ống kính của nhiếp ảnh gia Ivan Vucci làm việc lâu năm cho AP News. Nhà phê bình nghệ thuật của Washington Post nói tấm hình của Evan Vucci tạo ra một hình ảnh giá trị chân thực hơn thực tế biến sự lộn xộn, hỗn loạn trong khoảnh khắc nguy hiểm trên sân khấu thành một biểu tượng dược trội về lòng dũng cảm, quyết tâm và thái độ anh hùng của cựu tổng thống Trump. Tấm hình này sẽ thay đổi nền chính trị Hoa Kỳ mãi mãi. Giật, kính thưa quý vị, đất nước Hoa Kỳ đã bị rung động về vụ ám sát nhắm tới cựu tổng thống Trump. Nhiều người lo ngại cựu tổng thống Trump và cử tri Cộng hòa sẽ tìm cách trả thù, sẽ đưa đất nước tới tình trạng chia rẽ nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với phóng viên của New York Post và Washington Examiner. Cựu Tổng thống Trump cho hay ông phải viết lại cái bài diễn văn sẽ đọc vào tối thứ năm khi chấp nhận đề cử của đảng Cộng Hòa. Cựu Tổng thống Trump nói tôi đã chuẩn bị một bài diễn văn rất hay, rất mạnh mẽ phê bình chính sách tham nhũng của Tổng thống Biden và chính quyền. Nhưng tôi đã bỏ đi tôi sẽ viết bài phát biểu hoàn toàn khác tập trung vào việc đoàn kết đất nước nhà báo Baron York của Washington Examiner cho hay cựu tổng thống Trump đã bối rối khi xem lại khúc phim của CBS News về vụ ám sát ông đã lắc đầu nhiều lần nhưng không thể tin là chính ông đã kề cận với cái chết cựu tổng thống Trump đã vô cùng may mắn Chính sự kiện cựu tổng thống Vừa nhẹ nghiêng đầu về bên phải Ngay trước thời điểm nổ súng Đã cứu mạng ông Phân tích đường bay Của viên đạn Người ta thấy viên đạn Chỉ cách đầu cựu tổng thống Trump Một cm Cựu tổng thống Trump nói với phóng viên New York Post Michael Woodwin Nếu không nghiêng đầu một chút qua bên phải Thì tôi đã trúng đạn và ông khẳng định chính Chúa đã ngăn cản không cho cái việc kinh khủng ngoài sự tưởng tượng xảy ra. Coi đặt ra là ai có thiện chí muốn đoàn kết đất nước. Dù nói xuống chiều thứ bảy đã gây bàn hoàng cho mọi người là tổng thống đương quyền. Biden có trách nhiệm đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phát biểu trên tòa bạch ốc vào trưa Chủ nhật, Biden đã kêu gọi mọi người cần hạ nhiệt để đoàn kết đất nước biden nói cho dù chúng ta có sự bất đồng nhưng chúng ta không phải là kẻ thù chúng ta là hàng xóm bạn bè đồng nghiệp và quan trọng nhất chúng ta là người mỹ chúng ta phải sát cánh với nhau và chấm dứt coi đối thủ chính trị là kẻ thù biden kêu gọi đoàn kết nhưng chỉ một ngày sau tối hôm thứ hai hôm qua trong cuộc phỏng vấn ở trên nbc news với lester holt biden vẫn chỉ trích cựu tổng thống trump là người chia rẽ đất nước biden nói chính sách của ông ta gây chia rẽ đất nước và nền dân chủ của chúng ta lester holt lưu ý biden ông có vẻ như không giảm nhiệt thì biden khẳng định tôi đang giảm nhiệt biden là con người giả dối chỉ hứa suông cho qua việc Chứ không thực tâm muốn thực hiện Dù nổ súng xảy ra Nhắm vào tổng thống trâm là hậu quả Từ những ngôn ngữ Sách động, hận thù Quyết tâm triệt hạ cựu tổng trâm Bằng mọi giá của Biden Đảng Dân Chủ Và được truyền thông thiên tả tiếp tay Năm 2015 Tỷ phú Donald Trump quyết định ra tranh cử tổng thống diện tới chủ trương đưa Hoa Kỳ vào con đường chủ nghĩa của Tổng thống Barack Obama là một sự sai lầm đi ngược lại lý tưởng tự do dân chủ của đất nước. Donald Trump ra tranh cử với thông điệp Make America Great Again. Quan điểm này đã được đa số người dân chấp nhận và ông trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa sau khi đánh bại 16 ứng cử viên khác nhằm giành được đắc cử. Ngoại trưởng Hillary Clinton ứng cử viên tổng thống của Điện Chủ đã ngụy tạo một hồ sơ cáo buộc ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump thông đồng với Nga. Chủ tịch Hạ viện lúc đó là Nancy Pelosi cũng đã sử dụng hồ sơ này để điều tra và tiến hành việc trút phế cựu tổng thống Trump lần thứ nhất. Và tới đầu năm 2001, khi ông sắp bản nhiệm thì lại bị đưa ra trút phế lần thứ hai dựa vào báo cáo của văn điều tra chê 6 do Nancy Pelosi thành lập. Kết quả, điều tra của công tố viên John Durham kết luận rằng chính ra FBI không nên mở cuộc điều tra dựa trên nguồn tin không được xác nhận về vụ cựu Tổng thống Trump thông đồng với Nga. Còn tài liệu của vụ Ủy ban điều tra J6 thì chính quan này đã quỷ bỏ trước khi đảng Cộng hòa nắm đa số tại hạ diện vào năm 2023 thời gian gần đây sau khi Biden lộ rõ là có người bệnh hoạn mất trí nhớ trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump toàn bộ lãnh đạo đảng dân chủ đã dồn dập đưa ra những lời xuyên tạc nhằm xách động quần chúng chống Tổng thống Trump, quảng cáo tranh cử của Biden đưa ra hình ảnh Trump độc ác hơn Hitler và nền dân chủ Hoa Kỳ sẽ chấm dứt nếu Trump đắc cử. Trong buổi gây quỹ ngày 8 tháng 7, chỉ 5 ngày trước vụ ám sát xảy ra, Biden nói với các nhà tài trợ rằng đã tới lúc đưa Trump vào tầm ngắm. Chính ngôn ngữ về chủ trương của Biden là yếu tố thúc đẩy những hành động triệt hạ cựu Tổng thống Trump. Cũng vào đầu tháng 7, lãnh đạo khối đa số thượng diện Chuck Schumer nói Donald Trump là mối nguy hiểm cho nền dân chủ của chúng ta và Nancy Pelosi thì nói chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ chúng ta phải vượt qua các mối đe dọa từ đảng cộng hòa MAGA để bảo vệ quyền tự do của mình cựu tổng thống Trump tranh cử với chính sách và những thành công đã đạt được trong những kỳ 4 năm trước đây của ông còn Biden là không đạt được kết quả gì mà còn tạo ra nhiều thảm họa trong các lĩnh vực ngoại giao, biên giới và kinh tế biden đã phải tranh cử với những thông điệp xuyên tạc nhằm chống cựu tổng thống trump và kamala harris thì xuyên tạc rằng donald trump sẽ cấm phá thai trên toàn quốc bằng mọi cách tổng thống biden và tôi sẽ ngăn chặn ông ta elon musk lên tiếng trong cuộc tranh luận mới đây cựu tổng thống trump đã nói rõ chuyện đó sẽ không xảy ra rất nhiều lần. Cựu thống Trump đã khẳng định rằng vấn đề phá thai thuộc thẩm quyền chính quyền tiểu bang. Ngay sau vụ súng nổ ám sát cựu thống Trump xảy ra, nhà báo John Nolte đã có một bài bình luận ở trên Break Bar News cáo buộc rằng chiến dịch đánh phá triệt hạ cựu thống Trump của đảng dân chủ và giới truyền thông kéo dài từ nhiều năm nay đã dẫn tới việc đổ súng tại Lơ tại Sylvania chiều thứ bảy vừa qua. John Nolte khẳng định rằng trong gần 10 năm nay họ đã xuyên tạc rằng Donald Trump thông đồng với Nga để đoạt cuộc bầu cử tổng thống. Ông ta là mối đe dọa duy nhất đối với nền dân chủ. Ông ta là người phân biệt chủng tộc, là một kẻ hiếp dâm, là người độc cát hơi là dân dân. Cuối cùng, nhà báo này kết luận chính giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ và truyền thông phải chịu trách nhiệm vì việc xảy ra vào chiều thứ bảy vừa qua Dân, thưa quý vị Người ta thường thay đổi Sau khi chạm trán với cái chết Và có người cứng rắn như cựu thống Trump Cũng không ngoại lệ Qua những câu nói ngắn Viết trên mạng xã hội Truth Social Nhiều người nhận thấy là con người cựu thống Trump Đã thay đổi Thượng nghệ sĩ Graham nói Dường như cựu thống Trump Đã có một cuộc đời mới Dân cựu tổng thống Trump đã có thiện chí muốn hàn gắn vết thương dân tộc do bất đồng chính kiến gây ra. Coi đặt ra là còn Biden thì sao? Người giết Kim Nguyễn thưa quý vị. Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Sẽ quỷ ám sát hụt ở hạt Butler từ bang Pennsylvania. Cựu tổng thống Donald Trump đã có tuyên bố như sau. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cơ quan mật vụ Hoa Kỳ tất cả cơ quan thực thi pháp luật cho phản ứng cấp thời về vụ bắn súng đã vừa mới xảy ra ở hạt Lơ, tiểu bang Pennsylvania. Điều quan trọng nhất là tôi muốn bày tỏ lời chia buồn đến gia đình của nạn nhân tại buổi vận động đã bị giết hại và cũng gửi lời chia buồn đến gia đình người khác đã bị thương nặng. Điều không thể tin được rằng hành động này lại có thể xảy ra ở quốc gia của chúng ta tính đến thời điểm này vẫn chưa thu thập được thông tin liên quan đến kẻ xả súng đã chết tại hiện trường tôi đã bị bắn trúng bằng viên đạn đã xuyên vào phần trên tay phải của mình ngay khi vừa nghe tiếng âm thanh rít lên thì tôi đã biết ngay rằng đã có chuyện chẳng lành đạn đã được bắn ra đi xuyên ngang qua phần da khiến máu chảy nhiều vì thế tôi đã nhận thức được chuyện gì đã xảy ra xin chúa phù hộ cho nước mỹ